Chương trình sẽ tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý diễn ra trong nước. Hôm nay khi thảo luận tại hội trường về dự thảo luật thủ đô, vẫn có hai luồng ý kiến khác nhau giữa các đại biểu Quốc hội về những cơ chế tài chính đặc thù, quy định về mức xử phạt cao hơn ở một số lĩnh vực và đặc biệt là những quy định về siết chặt nhập cư vào khu vực nội thành. Mọi người dân là đặt chân và trở về. Dự thảo luật trình ra Quốc hội lần này đã thu hẹp sự khác biệt về hầu hết các vấn đề quan trọng. Dự thảo đã xác định một cách rõ ràng hơn, xác đáng hơn tính chất đặc thù của thủ đô, nên việc dành cho thủ đô sự ưu tiên hơn các đô thị khác là hợp lý để Hà Nội phát triển ngang tầm với vị thế, vai trò đặc biệt của thủ đô. Điều này là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, khi thảo luận, không ít đại biểu băn khoăn về những quy định liên quan đến cơ chế đặc thù riêng cho Hà Nội có thể sẽ mâu thuẫn với những quy định pháp luật đã được ban hành trước đó. Hiện nay giao thông đô thị chưa đồng bộ, đất sử dụng và mục đích giao thông còn thấp, kết cấu hạ tầng giao thông còn thiếu về số lượng, kém về chất lượng. Tôi đồng ý với phương án cho phép Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố được quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính ở nội thành cao hơn không quá 2 lần so với mức phạt chung trong 6 lĩnh vực như trong luật đã kể. Như vậy sẽ mang tính răn đe, góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật, sẽ giải quyết được những vấn đề bức xúc, nóng bỏng mà thủ đô đang phải đối mặt. Nếu cho rằng quy định mức thu phí cao hơn nhằm mục đích hạn chế phương tiện tham gia giao thông thì không hợp lý. Trong điều kiện dịch vụ về giao thông của Hà Nội chưa tốt, đường xá xuống cấp, ùn tắc giao thông vẫn diễn ra hàng ngày, lụt lội khi mưa xuống và một số vấn đề khác đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của sức khỏe của người dân thì chưa nên quy định cho Hà Nội được đặc thù thu phí cao hơn. Về cái vấn đề là thu phí thì hiện nay đang còn ý kiến, hai loại ý kiến khác nhau. Có loại ý kiến thì tán thành như dự thảo với những ký liên lập luật như thế, nhưng có ý kiến là đề nghị cân nhắc thêm về vấn đề này. Thì cái này chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu rồi báo cáo lại sẽ báo cáo lại với Quốc hội khi xem xét thông qua khi dự án luật. Bộ trưởng thuộc Trung ương đưa ra những dẫn chứng cụ thể, ông Nguyễn Đức Trung cảnh báo dân số Hà Nội hiện đã lên tới hơn 7 triệu người, trong đó gần 1 triệu người nhập cư. Số người nhập cư vào Hà Nội đã tăng đột biến trong 5 năm trở lại đây khi áp dụng luật cư trú. Với mức tăng như hiện nay thì chỉ 8 năm nữa, tức là vào năm 2020, dân số thành phố sẽ lên tới hơn 14 triệu người. Con số này vượt xa mức dự báo của quy hoạch chung đã được phê duyệt. Theo đó, đến năm 2030, dân số Hà Nội sẽ vào khoảng 9 đến 10 triệu dân. Hạn chế việc tăng cơ học số dân nhập cư vào các quận nội thành. Trong luật thủ đô, đây là một biện pháp hành chính áp dụng trước mắt để siết chặt các điều kiện nhập cư vào các quận nội thành. Việc quy định chặt chẽ hơn này không trái với các quy định của luật cư trú, không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được quy định trong luật cư trú. Mật độ dân của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là khoảng 4.000 người trên 1 km vuông. Trong khi đó ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội là 37.000 trên 1 km vuông và quận Hai Bà Trưng là 30.000 người trên 1 km vuông. Tôi rất là đồng tình cao cái việc là hạn chế nhập cư vào Hà Nội. Chúng ta có thể nói chúng ta rất cảm ơn những người nhập cư. Và xin lỗi là ngay cả chúng ta cũng là những người nhập cư vào đô thị. Nhưng mà tình hình Hà Nội hiện nay là cực kỳ cấp bách. Và nếu chúng ta không đảm bảo các cái biện pháp để hạn chế nhập cư thì chúng ta sẽ không biết giải quyết cái việc xây dựng phát triển thủ đô sắp tới như thế nào. Cũng trong sáng nay, bên cạnh một số đại biểu đề nghị cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn Khuê Văn Các là biểu tượng của thủ đô, bởi Hà Nội còn nhiều di tích văn hóa khác nữa cũng mang đặc trưng của Hà Nội. Tuy nhiên, đa số các đại biểu nhất trí với việc lựa chọn Khuê Văn Các là biểu tượng của thủ đô với những yêu cầu về mỹ thuật, bản sắc dân tộc, về tính hiện đại và cũng đảm bảo sự trang trọng của nó, như ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trong phiên họp sáng nay.